Tại sao bạn làm vất vả cả năm trời nhưng đến Tết về vẫn không có dư? Năm nào về ăn Tết cũng chỉ có vài ba đồng hết. Mặc dù năm đó làm kinh tế rất tốt nhưng không hiểu sao đến cuối năm thì lại hết tiền. Bạn biết lý do tại sao không? Bởi vì bạn kiếm ra được tiền nhưng mà bạn không biết cách quản lý tiền. Quản lý tiền nó là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn thiếu đi kỹ năng này thì dù bạn có kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không bao giờ trở nên giàu có và tự do tài chính được. Một số người họ nói rằng đợi khi nào tôi có tiền rồi tôi mới quản lý. Cho Thiện hỏi anh chị nè, bạn đợi khi mà mình có nhiều tiền rồi mình mới học cách quản lý, hay là mình phải học cách quản lý tiền rồi mình mới có nhiều tiền à? Sự khác biệt giữa một người giàu và một người chưa giàu đó là người giàu thì họ biết cách quản lý tiền xuất sắc, còn người chưa giàu thì không. Bước đầu tiên để giúp cho bạn trở nên giàu có, dù là triệu phú, dù là tỷ phú hay là người bình thường, thì cũng phải thực hiện bước đầu tiên này, đó chính là kiếm tiền. Nếu như bạn đang có công việc làm, bạn tạo ra thu nhập dù thấp hay là cao thì bạn cũng đã có cơ hội thành công, bởi vì bạn đã làm được bước 1, đó là kiếm tiền. Bởi vì có rất là nhiều người ngoài kia hiện tại họ không có công ăn việc làm, họ không kiếm được tiền. Bước 2, đối với những người chưa giàu, khi kiếm được tiền thì họ sẽ nghĩ đến việc là tiêu xài. Tỷ phú Warren Buffett có nói một câu, đó là sự khác biệt giữa người giàu và người chưa giàu. Đó là người chưa giàu thì họ xem tiền là một thứ để tiêu, họ dùng tiền của họ để mua những thứ khiến cho họ nghèo đi. Còn người giàu thì họ có suy nghĩ ngược lại, đó là họ nghĩ rằng tiền là một thứ dùng để đầu tư, dùng để mua tài sản, dùng tiền để ra tiền. Bước quản lý tiền thứ ba của người chưa giàu đó là họ tiêu xài xong rồi còn dư họ mới bắt đầu tiết kiệm. Bao nhiêu anh chị đã từng được cha mẹ và người thân của mình dạy rằng con có kiếm ra được tiền rồi, xài cái gì thì xài, nhớ là tiết kiệm để mình phòng tránh rủi ro, phòng khi mà trái gió trở trời, cái chuyện ốm đau bệnh tật đến, mình còn có tiền để mình thủ nha con. Bao nhiêu anh chị được bố mẹ và người thân của mình dạy như vậy ạ? Tuy nhiên nếu bạn biết về sức mạnh tiềm thức rồi, nếu số tiền tiết kiệm của bạn để phòng tránh rủi ro, vậy chủ đích của nó là gì? Là để phòng tránh rủi ro, phòng khi trái gió trở trời. Vậy là mỗi lần bỏ tiền vào cái hũ tiết kiệm đó, bạn sẽ nghĩ trong đầu là số tiền này dùng để phòng tránh rủi ro, phòng khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật. Vậy là tiềm thức bên trong của bạn tin rằng cái quỹ tiết kiệm này là dùng tiền để phòng tránh rủi ro. Nếu hiện tại bạn đang ở trong tình trạng dù làm ra nhiều tiền hay là ít tiền nhưng mà bạn vẫn cảm thấy không có dư, nghĩa là bạn không biết cách quản lý tiền của mình, bạn chưa hiểu rõ quy luật và dòng chảy của tiền. Vậy bạn có muốn cuộc sống chật vật về tài chính, thiếu thốn về tài chính như vậy xảy ra trong cuộc đời của bạn nữa không? Hay là bạn muốn cuộc sống của mình phải dư dả về tài chính, không phải áp lực về những cái khoản chưa dương trong cuộc sống, bạn thoải mái về tiền bạc, bạn không phải lo lắng về tiền nữa, làm đến đâu dư đến đó, thì bạn hãy học ngay cách quản lý tiền của Thiện và môi trường câu lạc bộ doanh nhân sẽ chia sẻ cho bạn cách quản lý tiền và tư duy dòng chảy của tiền vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối. Thiện khẳng định với bạn một điều, nếu bạn tham gia nghiêm túc đầy đủ 30 ngày thì bạn sẽ thấy rằng tài chính của bạn sau 30 ngày thay đổi, chuyển hướng một cách ngoạn mục, từ chưa dương sang dương, từ chưa dư dả về tiền bạc sang dư dả về tiền bạc. Đăng ký tham gia ngay lập tức để bạn có thể nhận được nhiều kiến thức quản lý tiền của các buổi chia sẻ của câu lạc bộ. Nếu bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ đến những người thân và bạn bè của mình nhé.